Chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mọi người sẽ theo chân cùng Vi đi dạo một vòng trong vườn để thăm và thu hoạch một loại trái cây này nha. Hôm nay thì mình sẽ đem theo Chimo luôn. Mình thả cho nó ra vườn chơi một chút. Trong lúc mà mình đi lòng vòng ở đây thì nó sẽ tự chạy nhảy rồi tự ăn cỏ thỏa thích. Có vài hôm á, chơi đã rồi nó cũng quên ở đây nữa. Kinh xỉu luôn á. Ta-da, cây sung mỹ nè. 1, 2, 3. 3 trái chín luôn. À không, trái này còn non lắm, cho nên thì mình sẽ đợi ăn nó được sau nha. Nhưng mà cây mình review hôm nay không phải là cây này đâu. Nhưng vì em đã chín nên chỉ tặng anh em thôi. Tiếp tục đi thôi nào mọi người ơi. Các bạn có thích cái cảm giác ra thăm vườn không? Được theo dõi và quan sát sự sinh trưởng mỗi ngày của các cái cây mà mình đã trồng thì thật sự là rất là thích đúng không nào? Với mình thì trồng cây không khó, thiên nhiên làm là chính. Đây, cái cây của ngày hôm nay nè mọi người ơi. Dâu tầm trái dài, vì nó cũng đã trái chín rất là nhiều rồi nên mình sẽ hái ăn từ từ thôi. Cây này thì mình đã trồng được hơn 8 tháng rồi đấy. Đây là loại dâu tầm Đài Loan, dâu ăn trái, chứ không phải là dâu lấy lá mọi người nha. Và đặc điểm của nó là trái rất là dài, như thế này luôn này. Trái nhìn rất là đẹp ha. Ban đầu thì mình cũng không nghĩ là cây sẽ cho nhiều trái như vậy. Nhưng mà cây thật sự lên trái rất là nhiều và wow, nó mọc theo từng chùm luôn ấy. Nhìn thật sự là rất là đã mắt. Ở đây có này, ở đây cũng có nữa này. Và ở đây cũng có nữa này mọi người ơi. Nó dám trốn ở dưới này luôn á. Trái của nó thì khi chín sẽ lên màu đỏ đậm như thế này. Nhưng mà những trái lên màu hường hường như thế này thì cũng đã ăn được rồi đó các bạn. Phần xanh xanh trên này thì nó sẽ có cái vị chua chua một chút. Ăn hết đợt này thì mình sẽ cắt cành nó đi. Khi mà muốn để ra trái thì mình phải cắt cành nó đi hết. Và tất cả các mắt trầu của nó khi trổ ra thì đều sẽ cho ra trái. Và cứ làm như vậy thì mình có thể ăn trái được thường xuyên và trái cho ra quanh năm. Và tùy mình thôi, khi mà mình muốn cho ra trái thì mình sẽ cắt cành. Với loại dâu tầm trái dài này thì ngoài đặc điểm là trái dài hơn so với dâu tầm mà mình ăn thường ở đây thì mình còn thấy là có cái độ ngọt so với dâu tầm của mình thường ăn. Nó độ ngọt nó nhiều hơn. Tuy nhiên thì theo cảm nhận của mình thì mình vẫn thích được ăn cái loại dâu tầm ăn trái ở đây hơn. Bởi vì loại dâu tầm trái dài này ngoài cái vị ngọt của nó ra thì nó không có thêm cái hương vị đặc biệt gì khác nữa. Còn thịt của nó thì cũng không có được ngon hơn so với dâu tầm mình ở đây. Và dâu tầm mình thường ăn thì nó có cái vị chua chua, ngọt ngọt thanh hơn nè. Rồi có cái mùi thơm đặc trưng, vị chua nhẹ. Nói chung là mình rất là thích và ăn thì không thấy bị ngán. Đó là theo đánh giá cá nhân của mình thôi và tùy theo khẩu vị của mọi người nữa. Nhưng mà dâu ăn trái thì rất là tốt cho sức khỏe và giá trị dinh dưỡng của trong dâu tầm trái dài hoặc là các loại dâu tầm khác thì đều cung cấp đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Và đặc biệt là dâu tầm là nguồn cung cấp vitamin C và chất sắt tuyệt vời nhất và hàm lượng protein của nó cũng rất là cao. Bản thân mình thì vẫn đánh giá rất là cao hương vị nguyên bản của dâu tầm truyền thống, từ thức ăn đến các loại nước ép, kẹo và mứt dâu tầm. Nhắc đến mứt thì mình lại thấy không khí Tết sắp tràn về rồi đúng không nè. Tết năm nay thì mọi người dự định sẽ chuẩn bị những món bánh mứt nào? Đón Tết năm nay có lẽ sẽ khó khăn hơn rồi đúng không nào? Dịch bệnh thì vẫn đang tiếp diễn, nhưng mà vượt qua những khó khăn thì tất cả chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Hãy cố gắng giữ sức khỏe của bản thân cũng như là những người thân yêu để có thể chung sống an toàn với dịch bệnh các bạn nha. Thương chúc tất cả. Hôm nay thì mình sẽ đi đến đây thôi, chừa lại cây để có những clip mới nữa chứ. Nhớ follow tụi mình nha.